Có một cái quán nấu ăn ngon mà khá là phù hợp với là học sinh sinh viên và dân văn phòng. Cái quán này nằm ngay cầu Thị Nghè phía Bình Thạnh cho nên cũng rất là tiện để hẹn hò cùng với đám bạn đồng nghiệp của Phúc. Nhìn cái logo trên áo thì cũng biết tụi tôi đi làm ra kéo nhau đi ăn cái quán này thì tháng nào Phúc cũng ghé ăn hết. Mấy cái món ở đây thì Phúc thấy giá khá là ổn để mình có thể gọi được nhiều món. Tôi gọi hết cái menu ra review cho mọi người tham khảo nè. Như cái phần bắp tẩm bột chiên hay là đậu hũ chà bông, phần sò lông nướng mỡ hành thơm ngon vừa vị của mọi người, nhưng mà Phúc cảm thấy xuất sắc nhất khi mà có chén nước mắm chua ngọt chan vô thêm. Phúc lại gọi thêm một phần mực một nắng sa tế thì ngon lắm luôn nha, kiểu như thấm đều mà không có bị khét. Cái phần này có thêm đậu bắp hành tím ăn cũng rất là ổn. Rồi quán có thêm 4 loại nước chấm để chấm cùng nữa. Cái món ốc hương bơ cây là cái món mà không quán nào mà tôi không gọi nha. Ốc hương được xào khá thơm và thấm luôn, còn ốc giòn dai, nhưng mà cái món mà Phúc thích nhất tối nay là món gỏi xoài khô mực. Một cái kiểu trộn gỏi thấm đều thêm khô mực xé sợi to, đứa nào ăn cũng khen hết. Gỏi xoài kết hợp với lại cà rốt, cải tím và một ít rau đậu phộng ăn vị rất là ngon nha. Lâu lắm rồi Phúc mới ăn một cái thố nghêu hấp thái mà con nghêu ta nói nó mập ú luôn á, không một con nghêu nào bị rớt ra. Nhưng mà cái món này Phúc có nói quán làm đậm vị hơn chút xíu nữa là xuất sắc luôn. Các bạn cũng rất là nay ghi nhận nè. Thêm một cái món mà cũng là best seller của quán là món tôm sốt thái sạch sẽ, vị ngon, phù hợp để chiêu chiêu chấm cùng với chén tương mù tạt. Chỉ nhìn thôi là các bạn cũng đã muốn ăn rồi đúng không? Thêm cái món cuối cùng là bao tử ôm tiêu. Cái món này ăn cùng với lại rau mồng tơi và bao tử nấu tiêu, vị ngọt thơm mà kết hợp với mì gói nữa là đúng bài luôn. Tối nay tụi mình hẹn nhau ở quán Minmark, là một cái quán nằm ở số 20 đường Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh nha. Giá menu ở đây chỉ tầm khoảng vài chục ngàn cho đến hơn 100 ngàn thôi. Không gian sạch sẽ, đặc biệt là khu này yên tĩnh, cho nên các bạn đừng quên nốt lại để có thể khám phá thêm nhiều quán ngon ở Sài Gòn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.